Ok, xin chào tất cả các anh em ha. Trên tay của Hải đang cầm là một chiếc Fujifilm XT30. Đây là gã khổng lồ tiếng hồng mới của Fujifilm vừa cho ra mắt. Một sản phẩm gần như mà theo Hải đánh giá là một sản phẩm rất là đáng tiền để chúng ta có thể mua và đầu tư. Vì sao là gã khổng lồ tiếng hồng? Bởi vì nó là một phiên bản thu nhỏ của T3, nhiều hơn là một phiên bản phát triển của T20. Vì sao nói như vậy? Bởi vì nó sở hữu gần như toàn bộ những cái gì mà ngon lành nhất trên T3 áp dụng xuống một cái body máy nhỏ gọn của T30. Nếu như mà theo như câu hỏi của bạn mà mình cần ba cái điểm mà mạnh muốn nói về T30 này, ba điểm quan trọng nhất mà muốn nói, thứ nhất đó là như đã nói, nó là một phiên bản thu nhỏ của T3, nghĩa là sở hữu toàn bộ những điểm mạnh của T3 về cấu hình, đặc biệt là vấn đề về nó là sản phẩm phát hiện trừ thế hệ thứ tư của Fuji. Thế hệ thứ tư gồm có là nó sử dụng cảm biến Xtreme CMOS đời 4, chúng ta sử dụng X-Processor đời 4. Đó là một cái bộ xử lý rất là mạnh mẽ trên cái T3, thì bây giờ nó tích hợp vào trong cái thân máy nhỏ gọn của T30. Thứ hai về vấn đề thiết kế nó cũng có rất là nhiều điểm mới, trong đó cái điểm quan trọng nhất mà lần này Fuji muốn nhắc đến đó chính là việc đã đưa thêm một cái joystick vào trong cái máy thay cho cái phím F-pad cơ bản của nó, một cái màn hình cảm ứng nhạy hơn, cảm ứng tốt hơn và nhỏ gọn hơn, mỏng hơn để chúng ta có thể thao tác dễ dàng hơn. Và cái điểm quan trọng cuối cùng đó chính là khả năng lấy nét của nó. Nếu mọi người nói đây là một chiếc máy được phát triển từ T3, từ thu nhỏ từ T3 xuống, nhưng mà thậm chí những tính năng lấy nét của nó, nhận diện gương mặt của nó hiện tại thì nó đang còn tốt hơn cả T3, bởi vì T3 vẫn chưa đáp ứng firmware. Thì những cái mới của nó về độ nhạy khi mà di chuyển, chủ thể di chuyển xa gần, hoặc là chế độ lấy nét mắt, chọn gương mặt và cân bằng phơi sáng trong quá trình mà vật thể di chuyển, T30 đều có khả năng tốt hơn T3 trong thời điểm hiện tại. Và T3 đương nhiên trong khoảng thời gian sắp tới thì mới có được cái test firmware để có được những tính năng này. Cho nên bây giờ tại sao mình không mua cái máy mà nó quyền năng như vậy, mà chúng ta có thể phải bỏ thêm một khoản tiền khá để mua được cái đời T3, trong khi nếu nhu cầu không tới thì T30 chắc chắn là sản phẩm phù hợp cho các bạn ha. Hiện tại thì sản phẩm có hai version, màu đen và màu vàng, thì bán tại tất cả các đại lý chính hãng trên toàn quốc, mời các bạn.